Mở đầu nữ đế ta làm chính cung tập 307, Tiêu Thiên đang ngơ ngác nhìn đến nữ nhân trước mặt đang sờ soạn mình, phát hiện đối phương có tới 9 cái đuôi thì vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng hắn cũng đã thấy được hồ ly tinh trong truyền thuyết, nhưng trong lúc hoang mang này, Tiêu Thiên phát hiện trời đất tự nhiên tối sầm lại, thân thể Tiêu Thiên bị một cánh tay mềm mại kéo đi, người ra tay không ai khác chính là Lạc nữ ái, vừa kéo Lạc nữ ái vừa nói, Tiêu ca ca không được nhìn cô ta. Tiêu Thiên có chút bối rối nhìn đế bộ dạng ghen tị của Lạc nữ ái, cho dù hư ảnh kia vô cùng mờ ảo, cũng không thể nhìn rõ hình dáng ra sao, nhưng với nữ nhân thì sẽ không có gì khác biệt, vẫn ghen như thường. Nhìn thấy cảnh tượng có chút khó xử này, Long Khâu Bạch Thanh cũng tiến đến chỗ Tô Mộng Lưu Ly nói, Tô Minh Chủ, vẫn nên nhanh chóng quyết định tiếp theo chúng ta sẽ làm gì. Đang cua trai thì thấy Long Khâu Bạch Thanh đi đến trước mặt mình, Tô Mộng Lưu Ly có chút bất ngờ nói, Tiểu Bạch Thanh, ngươi thực sự là. Nhưng Mộng Lưu Ly chưa nói hết ý thì, Long Khâu Bạch Thanh lại mở miệng nói, đừng ở đây lãng phí thời gian trêu chọc mọi người nữa, chú ý đến hiệu quả công việc một chút. Vừa nói, trong đầu Long Khâu Bạch Thanh vừa suy nghĩ, cô ta vẫn giống như trước đây, bề ngoài cô ấy như một quý cô cao quý, nhưng thực chất cô ta có một trái tim đen tối và đầy những ý đồ xấu xa. Cô ta đang cố ý làm cho Lạc nữ ái lo lắng. Thấy thái độ nghiêm túc của Long Khâu Bạch Thanh, Mộng Lưu Ly cũng chậm rãi nói, "Được rồi, tiểu Bạch Thanh cô vẫn nghiêm túc như trước kia, không hề dễ thương lượng chút nào. Tô Minh chủ, xin hãy tiếp tục bàn công việc chính, ngài có thể cho chúng tôi biết về việc bố trí công việc tiếp theo không?" Thầy Long Khâu Bạch Thanh không hề thay đổi thái độ, Tô Mộng Lưu Ly nói, được rồi được rồi các ngươi trước hết vẫn đồn trú tại đây sau khi ăn bài ổn thỏa mọi việc sẽ từ từ rút quân tiểu bạch thanh ngươi cũng tạm thời không cần trở về tình hình ở liên minh đang rất phức tạp theo ta ngươi nên ở ngoài sẽ tốt hơn còn về phần thưởng sau khi thắng trận ta sẽ sắp xếp người gửi đến nơi này một cách sớm nhất ta cũng sẽ chuẩn bị một số địa điểm bí cảnh để các ngươi phân bổ tu luyện chiến trường hư không đại thắng đối với liên minh bách tộc là một công lao vô cùng to lớn ta sẽ ban thưởng cho những người ở đây một trái thanh mộc đạo quả nghe đến thanh mộc đạo quả long khâu bạch thanh có chút giật mình lông ngốc cũng không nhịn được dựng lên ngươi cam lòng sao vì sao không cam lòng chứ tô mộng lưu ly khẽ cười hai tiếng ánh mắt hư ảnh lại hướng về tiêu thiên ta dùng đạo quả để quyến rũ một nam nhân mạnh mẽ như vậy thì có sao đâu mọi người tại đây biểu tình đều ngẩn ngơ đặc biệt là tiêu thiên mặt đầy kinh ngạc nhìn đến long khâu bạch thanh cùng tô mộng lưu ly mộng lưu ly đang ngắm nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của tiêu thiên thì lạc nữ ái đã vô cùng tức giận xuất hiện ở giữa lạc nữ ái nghiến răng cắn lợi nói cô đang muốn quyến rũ ai nói cho rõ xem Tô Mộng Lưu Ly cất tiếng cười to, trong đầu rất đắc ý, đúng như ta suy đoán, chỉ cần một câu nói đã khiến cho cô ta mất bình tĩnh, thật là thú vị. Cười đắc ý xong, Tô Mộng Lưu Ly phất tay nói, "Tạm biệt nhé, lần sau gặp lại." Trận pháp tiêu tán, Mộng Lưu Ly cũng từ từ biến mất. Mà nhìn thấy cảnh này, Lạc nữ ái không kìm được tức giận mà thốt lên, "Con hồ ly này thật đáng ghét." Lạc nữ ái oán trách, nghiêng đầu nhìn về phía Tử Nhược Yên hỏi, "Cô ta ăn nói và hành động như vậy, tại sao cô không tức giận?" Tử Nhược Yên sắc mặt vô cùng kỳ quái nói, đương nhiên ta không tức giận tại sao ta lại tức giận với loại hồ ly nhàn rồi biến thái tâm lý không bình thường đó chứ chẳng không phải loại người không có phẩm chất như vậy tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn về phía tử nhược yên trong lòng thầm nghỉ ngươi nói không tức giận nhưng mà ngươi có biết mình đang nói cái gì không một giây sau hai nữ đế như tìm được điểm chung gì đó đồng thời quay lại dùng ánh mắt bất thiện nhìn đến long khâu bạch thanh lạc nữ ái bẻ bẻ tay trên mặt hiện lên nụ cười mỉm nói tiểu bạch thanh chúng ta nói chuyện về con cáo đó một chút đi video đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất mình xin chân thành cảm ơn